bốn đấy ứng đấy, hiệu ứng Anchor thì ứng xuất hiện, tức là ở từ đâu đó nó xuất hiện trong slide. Kiểu em sẽ hiệu ứng nhấn mạnh, tức là nó tô điểm lên, ví dụ như tạo những cái hoạt cảnh sao mà nó đã đứng trong slide rồi nhưng mà nó làm nổi bật nó lên đấy, là nhấn mạnh này. Kiểu exit là hiệu ứng biến mất đi, tức là mất khỏi slide. Hiệu ứng motion path là hiệu ứng nó chạy theo một cái đường nào đó, một cái hình nào đó người ta đã vẽ sẵn. Đấy, bốn loại này. Thì trong bốn loại này thì mình sẽ phân, khi mà chọn bốn loại xong nhá, thì ở đây mình sẽ phân ra xem là những cái loại đấy là chạy như khi nào ở trong slide. Ví dụ như là mình nhìn cái hiệu ứng số 1 này, nó có cái biểu tượng là cái trỏ chuột. Đấy, cái biểu tượng chuột đây này. Thì ở đây có hai trò chuột, thì mình nhìn vào cái một cái hình như này mình sẽ biết ngay là à cái ở đây thì mình biết sẽ biết ngay là cái ví dụ người ta mình sẽ có thể xem một cái file người ta làm như nào nhất, mình nghĩ là à ở đây người ta để cái hiệu ứng đây là hai kích chuột này, người ta nói xong đến cơ sở tạo xong đó thì kích chuột xong thì mới đến cơ sở một và ảnh cơ sở một chạy, và cái biểu tượng mà có ngôi sao này và không có cái biểu tượng gì bên cạnh ấy, thì nó là hiệu ứng chạy cùng cái hiệu ứng kích chuột. Còn có biểu tượng nhưng mà nó có cái biểu tượng là đồng hồ thì nó gọi là chạy sau hiệu ứng kích chuột, nó chạy sau bao nhiêu giây ấy. Đấy, nó sẽ là hiệu ứng delay. Thì ở đây khi mình nhìn vào mình sẽ nhìn thấy là à cái nào chạy trước, cái nào chạy sau, thứ tự thế nào. Đấy. Chạy kích chuột không hay là kích chuột chính là nó tác động trên bàn phím này, hay là dùng cái điều khiển này, hoặc là dùng chuột trái chuột phải gì đấy, hoặc là tác động trên màn hình. Đấy. Còn các hiệu ứng còn lại mà nó không có cái dấu gì thì nó là hiệu ứng chạy cùng, tức là start quiz chạy cùng hiệu ứng kích chuột. Còn cái biểu tượng hình ngôi hình hình đồng hồ thì là chạy sau, tức là nó có độ trễ ở đó sau cái đuôi biểu tượng kích chuột. Thì trong này thì nó sẽ sắp xếp là một hai này là chạy thứ nhất chạy thứ hai đấy, còn cùng cùng cấp hai luôn thì chạy cùng, nhưng chạy cùng có thể chạy sau. Và có một cái nữa là có cái thứ tự không nữa. Thứ tự không là chính là cái slide màu trắng trắng này này. Trong cái giao diện nên mình ấy nghĩ ở ngoài là có màu 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 xám này, thì màu xám này nếu mà mình để dữ liệu ở ngoài màu xám này thì mình sẽ không thể nào mình hiển thị dữ liệu, hiển thị trên cái thuyết trình slide thuyết trình thì người ta xem được, chỉ khi mà mình để dữ liệu trong cái màu trắng này. Đấy, thì cái màu trắng này lúc ra thì ví dụ mình để màu xanh màu này, hay màu tím gì đó chẳng hạn, thì cái màu trắng này sẽ là không này, tức là xuất hiện trước sau đó đến một. Thì bây giờ muốn là xuất hiện slide thì nó sẽ hiển thị toàn bộ cái hiệu ứng lên, thì khi đó mình sẽ chọn chạy cái một này thành không. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn là start with là không này, ví dụ chạy cùng hết này thì sẽ không. Thì ở đây không hết nhá, thì có nghĩa là chúng ta bấm vào slide show thì lập tức là toàn bộ slide nó sẽ tự chạy hết, không phải tác động chuột gì cả. Ngoài cái một hai thứ tự thì nó có thứ tự không nữa, thứ tự không nữa là chạy cùng cái slide này. Đấy, thứ tự không. Không, còn nếu mà chạy on click thì chúng ta chọn on click này thì nó là một. Đấy, nhá, ngoài cái việc là 1 2 3 4 nó còn không nữa. Ví dụ như là cái file hôm trước mình demo cái phần luận văn. Đấy, thì cái slide đầu tiên của ta này cũng là tất cả chạy cùng một lúc luôn, cùng một lúc xong nhưng mà nó lại chạy là không hết này. Đấy. Nếu mà muốn nhá, muốn toàn bộ cái này này, đây bấm bấm play này, toàn bộ cái này nó chạy đồng thời một lúc luôn thì toàn bộ cái này nó sẽ là không, à chạy cùng cùng mức mấy lượt, như là ví dụ mình không tác động gì cả mà nó chạy cùng cái slide màu trắng trắng này đấy, thì mình sẽ chọn là không. Về quy tắc thiết kế slide thì chú ý là mình thiết kế là cỡ chữ thì không không nhỏ hơn 24 nhé, không nhỏ hơn 24, sẽ từ nhỏ 24 lên. Nếu mà cỡ chữ mà nhiều quá thì nó sẽ cỡ chữ nhỏ quá thì ở phía dưới họ không nhìn thấy đâu, và mình không để soạn thảo hết các ký tự các ý ở trong cái phần mình nói được, mà mình sẽ điều cái keyword thôi, keyword. Ví dụ ở đây mình ở đây nhìn thấy hiệu ứng đây thì mình biết à mình ở đây mình ví dụ như mình có thể thuyết slide người ta thiết kế thì mình phải hiểu được à ở đây thì phải kích chuột này, kích chuột cái này, nó một cái chuột cái thì nói xong hết, ví dụ phân tích hết thực trạng ở thống kê số liệu điều tra quy mô dân số đấy, thì xong đến kích chuột xong mới đến nói cái hai, xong đến cái ba cái bốn đấy, thì chúng ta nhìn thấy là hiệu ứng kích chuột. Trong hiệu ứng kích chuột đó thì có bốn cái đồng thời chạy cùng nhau đấy, mỗi hiệu ứng kích chuột có bốn cái, chúng ta chọn đây ô.
Nên bất cứ một slide nào mình có thể đọc được luôn là ý người ta làm cái gì. Đấy, mình đã học được. Và trong cái thuyết trình của mình ấy, mình định là cái này nói bao nhiêu giây và cái này nói thì xong thì cái gì đến. Đấy, thì mình sẽ có thể kiểm soát được. Sau đó hiệu tiêu kích chuột thì có ngoài ra có một hiệu nữa. Đã hiểu được này. Đây, hiệu đứng nữa là hiệu hiệu ứng trigger. Hiệu trigger như sau này, mình sẽ làm tại slide 5, mình sẽ làm cái yêu cầu của đề bài đấy nhé, yêu cầu dần xong mình sẽ làm này. Ví dụ như là ở đây người ta yêu cầu là tại slide 5, đây là ở đây slide 6 vì là ở đây có hai cái slide số 5. Đấy, tại slide 5 này người ta muốn là cái hiệu ứng cái hiệu ứng tiêu đề đào tạo xuất hiện từ trên xuống dưới. Ví dụ ở chữ đào tạo này nó theo của đề bài là muốn chạy từ trên xuống dưới xuống này, đưa lên từ trên xuống dưới xuống, thì khi đó ở trong animation mình sẽ chọn là hiệu ứng xuất hiện nhé, xuất hiện nhưng mà nó chạy từ trên xuống thì chúng ta chọn fly in text object fly in from the specified direction. Đấy, từ một cái hướng nào đó xác định cho slide nhé. Thì mặc định của nó là nó chạy từ dưới đúng không, nhưng mà yêu cầu đề bài là xuất hiện từ trên dưới thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần if option này. Đấy, thì ở đây nó có một cái số hướng chạy, ví dụ như là từ bên dưới ở phía bên trái, từ bên trái, từ trên ở phía bên trái, từ trên xuống dưới. Đây mình sẽ chọn từ trên dưới. Đấy, nó chạy nhé, mình sẽ chọn là một từ trên dưới. Đây, bấm play này. Đấy, cái chữ đào tạo chạy từ trên dưới. Đấy, chữ đào tạo trên này. Cái play này là mình sẽ chọn để chạy thử chạy trên dưới. Thì ngoài cái việc chạy trên dưới nhé, có rất nhiều hướng chạy mình có thể thiết kế. Thì đến cái chỗ phần đại học cao đẳng nhé, mình yêu cầu là xuất hiện đồng thời từ bên góc trái và một cái dưới bên phải, thì cái này cũng là xuất hiện nhưng mà cứ cũng liên quan đến hướng chạy. Thì chúng ta sẽ chọn là fly in này, nhưng mà cái chữ cao đẳng đại học này xuất hiện cùng với sau đại học khác nhé. Bây giờ mình sẽ xét cái hướng của nó đã xuất hiện đồng thời từ bên góc trái, bên góc bên trái và từ bên phải, từ dưới lên. Đấy, từ dưới lên nhá, thì ở đây animation mình sẽ chọn là từ bên trái từ dưới lên, thì chúng ta sẽ chọn là bottom left. Thì ở đây nó có direction là cái hướng chạy, cái hướng mà nó từ đâu đưa vào ấy, đấy mục đích của nó là gì. Đấy, hướng chạy này, đại học khác này cũng thế, cũng chọn fly in. Và ở đây người ta yêu cầu là chạy từ bên phải và dưới. Đấy, bao tầm này, tức là hai cái chạy hai bên nhưng mà nó phải chạy cùng với sau đại học, thì khi đó là chúng ta sẽ chọn là sau đại học này này khác này, mình sẽ chọn start with. À, đây anh chị thử xem là mình làm được đúng chưa. Cao đẳng tại trước này, chọn form top này. Chúng ta nhìn ở đây, nhìn trên màn hình của cô ấy là thấy thứ nhất là cái hiệu ứng là một này, thứ hai là nhìn thấy cái direction, thứ ba là cái thứ tự ấy, ở ví dụ trong slide này, đây đây mình sẽ này một này, đấy là kích chuột, cái tập tạo kích chuột mình sẽ chạy, tức là phải có tác động lực ấy, tác động vật lý. Thứ hai là kích chuột lần thứ hai thì đại học cao đẳng chạy, nhưng mà đến sau đại học khác thì không phải kích chuột gì cả mà nó sẽ tự động nó hiển thị lên luôn. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy là đại học cao đẳng rồi sau đại khác nó cùng là mức là 2. Đấy, thứ tự của nó mức là 2. Còn nếu mà mình muốn là bấm ra nó tự động chạy hết chẳng hạn, thì khi đó chúng ta sẽ chọn start with và ví dụ nó chạy cùng cái slide màu trắng trắng này này. Slide màu trắng ra thì nó hiển thị luôn. Thì khi đó chúng ta chọn là tất cả những bên này là không. Đấy, trong một slide thì mình quan tâm đến là các đối tượng chạy là thế nào. Đối tượng chạy là thế nào. Các đối tượng xuất hiện như thế nào, có được mất đi như thế nào, hoặc là nó tồn tại cho slide như thế nào. Vì thì ở trong cái animation page này mình sẽ nhìn thấy là mình sẽ nhìn thấy các thiết kế của nó. Ví dụ như ở đây duration, ở đây ví dụ như là hiệu ứng duration ở đây là 0.050 giây.
Đấy, ở phía dưới như thế. Ví dụ như mình muốn tăng tăng cái hướng này lên thì mình sẽ tăng cái duration lên này. Ở trên này nhé, ở trên này nó có thời tổng thời gian, có độ trễ. Đấy. Và start chạy theo kiểu gì? Có cái phần là move earlier này. Tức là thay đổi vị trí, ví dụ ta thay đổi lên xuống này, vị trí của các thứ tự cái chạy này. Và reorder là animation. Reorder animation. Ở đây nhá, nó có phần là chi tiết bên trái là cái chữ cao đẳng đại học tài chức xuất hiện đồng thời cùng hiệu ứng tùy ý và chỉ xuất hiện khi người dùng kích chuột vào đại học cao đẳng tài chức. Tức là ở đây cái hiệu ứng này á, nó sẽ không yêu cầu là chạy trước chạy sau bao nhiêu giây hay chạy kích chuột. Đó. Nó sẽ không hỏi thứ tự chạy mà nó nói là đúng cái nào cụ thể của đối tượng cụ thể, ví dụ ở đây phải kích chuột đúng vào từ đại học cao đẳng thì nó mới hiện ra, còn khi mà không tương tác đúng vào từ đấy thì không xuất hiện ra. Thì cái hiệu ứng kích chuột này người ta gọi là hiệu ứng trigger. Trigger đây, trigger nó ghi là set a special start condition for an animation. Hướng bất kỳ à, một hướng đặc biệt. Bây giờ nhá, chữ cao đẳng đại học này. Cao đẳng đại học cái sức này là khi mà nó xuất hiện ra ấy, hoặc là nó tương tác với cái slide này thì phải kích chuột đúng vào cái chữ đọc, tức là ở đây là hiệu ứng bấm chuột vào một cái đối tượng cụ thể nào đó. Thì ở đây nhé, bước 1 này, bước 1 mình sẽ chọn toàn bộ cái chữ đọc ra ngoài trước này, mình chọn hướng bất kỳ nhé, người ta yêu cầu bất kỳ, ví dụ mình chọn flow flow in này, bất kỳ đấy, thì nó xuất hiện đây ạ. Đấy. Chọn ba cái bất kỳ này thì nó đều là ba hết nhé. Thì bây giờ này người ta muốn là hiệu bất kỳ rồi, đồng thời rồi, ở đây đồng thời nhé, cao đẳng này tới trước là cùng cùng mức rồi nhé, bất kỳ và đồng thời rồi nhé. Thế bây giờ muốn là phải kích chuột vào chữ đại học cao đẳng để trước kích chuột, tại đây mình sẽ tạo hiệu ứng trigger như sau này, và phải kích chuột đúng với chữ đại học trước này thì mình bấm chuột đây này đấy, hoặc là chọn ở phía trên có phần trigger, ở đây chúng ta sẽ chọn timing trước nhé, sau đó dùng cái phương pháp phía trên sau chọn trigger. Thì cái hiệu ứng này là cái hướng là chọn vào vị trí xác định một đối tượng cụ thể thì nó mới thực thi cái hiệu ứng của nó. Bấm vào đây start này, thì ở đây nó sẽ có list các hiệu ứng xuất hiện trong slide của mình rồi. Đây có các hiệu ứng này hoặc các đối tượng trong slide của mình. Được. Ví dụ ở đây nó có chữ AA, nếu là ở phía dưới nó sẽ là footer tiêu đề cuối. Được. Thì ở mình sẽ tìm đến chữ đại học cao đẳng, đại cao đẳng nhé, mình để chuột đây 1 phút thì các bạn làm nhé. Đầu tiên này, bước 1 là mình sẽ bôi đen ba từ đại học này, cao đẳng tại chức. Sau đó bấm vào trigger. Trigger được ạ. Chọn start effect on clicker và mình chọn vào cái chữ text placeholder 7 ấy. Cái ô đại học cao đẳng tại chức nó có tên là text placeholder 7. Và mình để chuột vào rồi nhấn enter. Thì cái hiệu ứng này là cái hiệu ứng thứ tư có xuất hiện ở trong PowerPoint, hiệu ứng tư. Thì cái hiệu ứng này nó ứng dụng như nào, ví dụ như là nếu mình kích chuột này đấy, thì nhỡ ví dụ như là on click ấy, nhỡ ví dụ đang mình soạn bài là mình đang ra thuyết trình, nhỡ vô tình mình bấm vào một nút nào đó trên bàn phím đấy, thì hiệu ứng tiếp theo nó chạy đúng không, để tôi sẽ chạy thì khi đó là chúng ta sẽ back lại đúng không ạ. Còn ví dụ như là nếu ví dụ như on click đã chạm rồi thì những hiệu ứng phía sau là start with, start previous, delay nó sẽ chạy cùng theo, thì khi đó là sẽ cái những thông tin phía sau nó hiển thị lên thì nó không thì không không hiển thị mong muốn, thì khi đó nó sẽ thể hiện cái sự thiếu chuyên nghiệp của mình. Thế bây giờ ví dụ có những thông tin thực sự là quan trọng, thực quan trọng mà mình muốn là phải bấm vào đúng cái đấy nó mới hiện lên cơ. Còn ví dụ nhỡ người ta bấm cái lộ lộ luôn cái đề bài của mình, hoặc lộ luôn cái gì mình chưa thể hiện ra chẳng hạn đấy, thì khi đó là nó sẽ dẫn đến tình trạng là nó sẽ cái bài thuyết trình mình không không được chuyên nghiệp, nên chính vì vậy là cái trigger nó xuất hiện này là nó sẽ yêu cầu là tác động đúng vào cái đối tượng này thôi.
Đã. Thì cái phần này nó sẽ yêu cầu nó nên có cái phần thì nữa mình sẽ chiếu cái phần trò chơi trong phần này nhé, cái chuẩn giống như là chương trình trò chơi có trẻ em này, bấm vào đây nhé, state holder này, nhấn ok này. Đấy. Thì đây thử này, animation này, cái chữ thạc sĩ tiến sĩ lên cái ngoài mình chưa tác động hiệu ứng gì, nó xuất hiện luôn, ở đây mình chưa tác động gì cả. Ví dụ ở đây ba cái phần này này là mình chưa có tạo hiệu ứng cho nó thì nó xuất hiện luôn. Thế bây giờ này, ở trong cái hiệu ứng của mình có hai hiệu kích chuột, đúng không? Kích chuột lần thứ nhất là đợi thì đây mình chuyển về cái cách trò chuột bình thường. Cái chuột cái nhé, đầu tiên là chữ đào tạo chạy này, sau đó cái chuột một lần nữa là cái chữ đào cao đẳng để chạy, để thấy là nó chạy từ bên góc trên xuống dưới này và mình có thể điều khiển xem là nó chạy phía nào. Bây giờ mình next một cái lần nữa thì nó sẽ biến mất mà nó không hiển thị cái ba cái chữ đào cao đẳng tại trước nữa. Đấy, bây giờ mình back lại slide đấy nhé. Thì bây giờ này, khi mà mình đưa chuột đến chữ đào cao đẳng đấy trước này thì trên chữ đào có cái chữ nó tự định. Bình thường đây nhưng đưa chuột vào, chuột vào thì nó xuất hiện tay, bấm trái thì nó xuất hiện, tức là khi mà mình bấm vào tôi đấy nó hiện cái này nó sẽ áp dụng cho cái phần, ví dụ mình có trò chơi, ví dụ ở này bài Olympia, ví dụ như là người mình tạo chơi, ví dụ như là người MC người ta kích chuột vào câu hỏi thứ nhất, hỏi là phần cái gì, câu hỏi cho phần mềm là gì chẳng hạn, hay là trong ô chữ này có chữ gì thì nó đáp án là phần mềm, thì mình phải kích chuột đúng cái chỗ ô này, ô một chẳng hạn, ở một ô hai vào cái ô này chẳng hạn thì nó mới ra chữ phần mềm, còn cái chuột chỗ khác thì không hiện ra. À, ví dụ như hỏi là một cái máy tính bao gồm phần cứng hết và phần gì chẳng hạn, nó yêu cầu phần mềm đúng không? Đấy, thì khi đó ví dụ mình nhỡ động tay vào một cái phím vào đó thì nó xuất hiện luôn đáp án, thì khi đó là nó sẽ lộ hết cái kịch bản thuyết trình của mình. Thế là ở đây mình sẽ thiết kế, tại đây mình sẽ thiết kế bằng trigger, trigger là mình sẽ tác động đúng một duy nhất một vị trí thôi, vị trí đó. Còn trong ví dụ như là khi mà mình muốn show cho những đáp án gì đó hoặc là mình đưa link đến một cái đối tượng nào đó chẳng hạn, thế nếu mình nhỡ tay mình kích chuột, nhỡ tay mình đưa bàn phím hoặc nhỡ tay nó xảy ra cái tai nạn gì đó thì nó sẽ lộ cái kịch bản này, nó sẽ không hay nữa. Nên chính vậy là cái phần là phần mà trigger ấy, nó thể hiện là khi mà mình muốn muốn là link đến hay là muốn xuất hiện đến một cái đối tượng nào đó thực sự cụ đó người ta dùng trigger. Thì ba cái chữ đại học cao đẳng trước nhất xuất hiện thì nó ghi là trigger này. Trigger take black holder đại học cao đẳng, tức là ba cái chữ đại học cao đẳng này nó sẽ link đến chữ đại học cao đẳng. Đã, link chữ đại học cao đẳng. Cái take black holder mình hoàn toàn đặt tên được nhé. Ví dụ bấm vào cái phần shape này, nó có phần là selection pane. Ví dụ ở đây, ví dụ nó thường đặt tên là text mà cái phần selection pane là rất là hay để mình có thể thiết kế những đối tượng là hoặc là mình có thể gọi tên nó ra cho dễ. Ví dụ ở đây mình ghi là nhé, tại đây mình không để text holder nữa, mình sẽ đặt tên là đại học cao đẳng tới trước chẳng hạn, đại học cao đẳng. Đấy, thì cái ô này nó sẽ đặt có tên là đại học cao đẳng. Đấy, ví dụ như là sau đại học khác nhé, nó có tên lấy hồ chín thì mình sẽ ghi là sau đại học nhé. Thì khi đó mình link thì nó sẽ dễ hơn. Sao đại học mình biết ô nào đúng không? Sao ô nào? Ví dụ ở đây thạc sĩ này, thạc sĩ tiến sĩ đi ngoài nhé. Nếu ví dụ mình chọn như này hoặc mình đặt chuột vào, mình chọn hiệu ứng bất kỳ nhé,
thì nó sẽ có ra kiểu như sau, chọn GIF này. Ba bốn năm tức là thạc sĩ xuất hiện thứ ba rồi tiến sĩ rồi kinh hoạt xuất hiện lần lượt đấy, lần lượt nhé. Trong ô này nếu mà ví dụ như là mình muốn xuất hiện lần lượt thì khi đó cái option này mình sẽ chọn là by paragraph. Còn thạc sĩ tiến sĩ lên ngoài mà xuất hiện đồng thời luôn chẳng hạn, đồng thời luôn giống như ở phía này thì sẽ chọn là O at one sẽ đồng thời hoặc là E one object đấy. Ở trong này nó có hai kiểu hiển thị, ví dụ ở đây mình sẽ chọn là ba bốn năm nhé, xuất hiện từng cái một, tức là mỗi lần mình bấm vào đại học thì xuất hiện. À, ví dụ ý tưởng người ta muốn nói là khi người ta bấm vào chữ đại học thì cái chữ thạc sĩ xuất hiện. Mình nói hết một hồi về thạc sĩ xong là có chuyên ngành gì thi như thế nào, đầu vào như thế nào, rồi như trên cái giới thiệu về cái nội dung của thạc sĩ chẳng hạn. Đấy, khoảng 1 phút chẳng hạn. Đấy, sau đó mình bấm chuột thì đến nói cái chương trình tiến sĩ. Xong nói giới thiệu chương trình tiến sĩ xong thì bấm chuột cái, bấm chuột tiếp trên chữ đại học nó đẳng này thì đến lên cái ngoài. Đấy thì tùy thuộc vào cái yếu tố của mình ấy là mình muốn thuyết trình kiểu gì. Ví dụ như là muốn là bấm vào đại học cao đẳng sau đại học khác thì nó xuất hiện ba cái đồng thời luôn, thì khi đó chúng ta sẽ chọn là em one object này, nó là ba. Đấy, nếu còn nếu ví dụ như thì chúng ta chọn bar graph. Cái phần ở phần block nó có phần sequence nhé, ví dụ chị cho lại bất kỳ hiện tại đang trên màn chị là nó đang là loại gì. Anderson, thế đã chọn hiệu ứng chưa, phải chọn nó hơn hiệu ứng đã. Đây nào nó có xuất hiện theo từng cái phần. Xem màn hình nhé, xem hình thử xem có xe 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 đi. Ok. Ở bình thường là bất cứ một điều nào nó đều có phần sequence này, sequence. Ví dụ ở đây mình cái này chạy theo từng phần một, ví dụ thạc sĩ ấy, tiến sĩ lên cái ngoài, tức là chạy thạc sĩ tiến sĩ lên ngoài từng cái phần một đấy, sau đó sẽ nó chính là cái ba phần này, ba bốn năm mình sẽ kích chọn ở cái phần này hoặc là chọn trigger nhé, ở đây on click này mình sẽ chọn là sau đại học đấy, tức là mình khi mình đặt cái ô kia là sau đại học rồi, sau đại học rồi thì khi mình kích chọn này, cái ý nghĩa cái việc mình đặt tên ấy là tên nó rất là hay. Ví dụ như để xem cái thuyết trình của cái chị mà làm tiến sĩ này này thì các anh nhìn thấy là ở đây nó có rất nhiều, ví dụ như ở đây picture 27 rồi 2739 2739 như thế, thì khi đó là mình sẽ không biết ô nào khi ví dụ ở đây là cái thanh cân chẳng hạn. Đấy, group 11 là cái thanh cân, rồi cái group này là cái ảnh này, group là cái thanh dọc này. Đấy thì khi đó là mình sẽ gọi nó ra rất là đơn giản và mình sẽ kê phân tầng được một này hai này. Đấy, ở đây nó chỉ ghi là group, group này thì khó hiểu lắm, khi mà mình thiết kế có nhiều đối tượng ấy thì khi đó là mình sẽ không phân biệt nó là phần nào đó kết nối rất là khó. Còn khi mình đặt tên rồi thì nó ra rất là nhanh, ví dụ như group 17, ở group 17 thì họ đặt tên là Z XC2, C2 đều là C2 hết này. Đấy, để C2 hết chẳng hạn, thì take to online hết thì nó sẽ thống nhất hơn. Đấy thì cái việc ý nghĩa đặt tên ví dụ như hoặc là trong những cái bài thuyết trình như này, ví dụ như là tại slide 12 người ta yêu gọi là chèn 5 bức tranh chồng lên nhau đúng không? Thì 5 bức tranh chồng với nhau, thì khi mà chèn cái tranh chồng lên nhau thế thì mình sẽ không biết tên của nó là tranh 1, tranh 2, tranh 3, 4 và cái lớp tranh mình đặt như thế nào đâu. Đấy thì khi đó mình sẽ vào animation page mình đặt tên lại. Đặt tên lại để mình gọi nó ra cho chính xác. Ở đây nhá, thì quay trở lại bài này này. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là bấm cái slideshow chúng ta sẽ bấm vào shift F5. Đấy, F5 là nó sẽ chạy từ đầu. Còn shift F5 là nó chạy từ cái lúc mà chỗ mình đặt chuột cái chuột một lần này. Là chữ đào tạo chạy này. Thứ hai là chữ đại học cao đẳng chạy. Đấy. Sau đó nhá, nếu cái chuột tiếp thì nó sẽ sang slide tiếp theo ạ.
Đấy, khi đó là mình phải kích chuột đúng vào cái đối tượng mình chọn ra. Ví dụ như là cái chuột đào cao đẳng thì ba cái chữ tiếp theo mình đặt là nó chạy đồng thời với nhau, tức là suy đồng thời nha, kích chuột này đồng thời này. Đấy. Còn sau đấy học khác là nó có thạc sĩ tiến sĩ liên kết ngoài nhé, thì mình bấm một lần thì là thạc sĩ xuất hiện đấy, tức là mình nói một hồi với thạc sĩ đã, xong rồi bấm lần nữa tiến sĩ, bấm lần nữa liên kết ngoài đấy. Thì hai cái này khác nhau này, cũng là bấm nhưng mà bấm ra đồng thời, nhưng mà đây cũng là bấm vào đối tượng cụ thể nhưng mà nó ra rời rạc từng phần một theo thứ tự. Thì tóm lại trên một slide là mình sẽ có bốn cái hiệu ứng, loại hiệu ứng. On click là kích chuột, tức là tác động vào một cái đối tượng nào đó trên bàn phím này, chuột này, hoặc là một cái bút điều khiển. Hai là start with là chạy chạy đồng thời với hiệu ứng kích chuột. Start previous là chạy sau sau bao nhiêu thời gian để kích chuột. Còn hiệu ứng là trigger là bấm vào một đối tượng cụ thể nó mới xuất hiện. Đấy, thì ví dụ như mình áp dụng cho các trò chơi chẳng hạn, cái trò chơi ví dụ mình bấm vào cái đúng câu hỏi một thì nó xuất hiện câu hỏi một, bấm câu hỏi hai mới xuất hiện câu hỏi hai, rồi bấm vào đúng cái phần trả lời nó xuất hiện trả lời. Còn ví dụ bấm chỗ khác thì cái là nó sẽ không không xuất hiện gì cả, để nó không bị lộ cái thông tin của mình. Ví dụ mình thiết kế những trò chơi cho công ty, hoặc trò chơi những cái event, hoặc trò chơi những cái cuộc dã ngoại picnic chẳng hạn đấy, thì bao giờ sẽ phải đảm bảo yếu tố bí mật, thì người ta hay sử dụng yếu tố là animation trigger. Đấy, thì mình ở đây nhé, trong hiệu ứng này mình sẽ nhìn thấy là cái nào on click này, ở đây này, 1 2 on click đúng không? Sau đại học là start with, đến một trigger này là kích chuột vào cái ô đại học cao đẳng, đến số 1 2 3 là trigger này bấm vào sau đại học khác. Có ba hiệu ứng. Ngoài cái hiệu ứng đấy nhá, thì có một hiệu ứng này. Vừa rồi là mình có nhắc đến cái phần là cái hiệu ứng cho hiệu ứng cho cái trang trắng slide này, cái trang màu 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 trắng trắng này này. Đấy, là hiệu ứng số 0 đúng không? Thì số 0 này này cũng có hiệu ứng cho nó, là hiệu ứng cho trang, thì nó có phần là transition. Transition. Transition nhé, transition thì nó có các hiệu ứng như sau này, nó sẽ phân ra các hiệu ứng, ví dụ như là cái trang đấy nó xuất hiện như thế nào, ví dụ như là nó có thể chạy kiểu origami kiểu, hay là cái máy bay, ví dụ kiểu máy bay này đấy. Ví dụ như là khi người ta kiểu máy bay, khi người ta muốn là thiết kế những slide mà có mục tiêu ấy, ví dụ từ mục tiêu này chạy mục tiêu kia, ví dụ trang này chạy mục tiêu làm cái mục tiêu chẳng hạn, ví dụ như là origami chẳng hạn, như cái con chim nó bay này. Đấy, thì ý tưởng ấy, cái này nó sẽ hướng hướng cho mình cái việc là thiết kế giữa, tức là kết nối giữa slide này slide kia, ý tưởng slide này nối với ý tưởng slide kia thì bằng các transition này. Đấy, thì khi đó nó sẽ làm cái bài thuyết trình của mình nó linh hoạt hơn, linh hoạt hơn. Nhưng mà đa số cái phần transition này sẽ ứng dụng nhiều hơn vào phần photo album. Ví dụ ở cái anh chị có thể chọn một bất kỳ post này, hoặc là ví dụ như là blind này. Đấy. Có thể chọn bất cứ một hiệu ứng nào. Và nó có hướng chạy, những hướng chạy. Chúng ta nhớ là buổi sau chúng ta thi giữa kỳ nhé, và buổi sau chúng ta sẽ thi học online hết ấy. Cô sẽ không lên đây đâu, để chúng ta ở nhà cho mạng nó ổn định. Online hết khoảng 7 rưỡi nhé. Sau đó thì thứ tốt nhất là thứ còn một buổi là thứ sáu ạ. À. Thứ sáu và thứ hai tuần sau nữa, để tốt nhất là các anh chị phải lên đây để thực hành đấy, hoặc là những cái bài hôm nay sau buổi này mình sẽ gửi một cái đề đề để buổi sau mình luyện, để các chị nhìn xem cái đề đấy như thế nào, phải làm được bài nhé. Tất nhiên là cái Word thì không khó, ví dụ gõ là được, nhưng mà phải gõ đúng, gõ tất nhiên là gõ thì đơn giản thôi, để in ra thì không không vấn đề gì, nhưng mà gõ để phần mềm này để chấm nước ấy thì phải có chuẩn. Đấy, thì có một quay lại có hiệu ứng tiếp đến đến trang số 115, thì ở đây nó có phần chèn âm thanh. Chèn âm thanh thì ở đây nhá, chèn âm thanh khi khi mà mình muốn chèn âm thanh vào ấy, ví dụ mình tại slide 1 mình chèn âm thanh thì nó liên quan đến phần audio insert này.
khi chèn vào thì chúng ta bấm insert. Insert này, nó có phần audio đấy. Audio nhé, mình có thể tìm một cái audio trong trong máy tính của mình, hoặc là tại đây mình có thể record audio, tức là tại đây mình có thể ghi âm được. Ghi âm và chèn audio được, có thể tìm một cái trong máy nhé, xem có không này. Ví dụ đây, insert này thì nó sẽ xuất hiện này, xuất hiện một cái biểu tượng loa đây, xuất hiện biểu tượng loa đây. Đấy, nó có thanh điều khiển. Nó có thanh điều khiển này. Ở đây là start là chạy này, play ấy. Sau đó back lại này, hoặc là tiến đi tiếp này, tắt âm thanh hay không này, đánh âm thanh này. Thì khi mà tác động đến âm file âm thanh hoặc video này nhá, thì nó sẽ có thêm hai cái tab mới, là tab audio format là một này. Thì tab audio format là liên quan đến cái hiển thị của nó thôi. Ví dụ như là khi mà mình chiếu lên thì cái biểu tượng đấy nó xuất hiện là cái loa chẳng hạn, biểu tượng loa chẳng hạn. Đấy, nó hiển loa loa tròn hay loa méo hay loa kiểu gì đó thì nó ở cái phần là format đây, ở đây cái biểu tượng loa này. Biểu tượng loa. Rồi liên quan đến cái phần là hiển thị ví dụ như là màu này, đấy, hướng này, khung này, màu sắc này, vị trí này. À, đấy là biểu tượng loa nhé. Ví dụ mình có thể cho to như này này. Thì liên quan đến cái định dạng cái biểu tượng, định dạng cái biểu tượng này thôi. Đấy, định dạng cái biểu tượng này kiểu như nào. Rồi mình chọn là kiểu tròn để chẳng hạn như này thì loa nó hình tròn. Ví dụ thế ạ. Rồi mình chọn một cái hình như thế này. Đấy, kiểu nghiêng như kiểu đấy. Nó chỉ là hình dạng cái biểu tượng đấy thôi. Còn có một cái điều khiển nó thì nó có phần liên quan đến cái tab playback. Tab playback này. Thì tab này nó sẽ là cái tab để điều chỉnh toàn bộ cái loa này, ví dụ play nó chạy này. Add bookmark là ví dụ như đến một cái đoạn nào đó cho nó chạy hoặc nó dừng ạ. Đấy. Stream Zero là cắt. Fade Duration là liên quan đến cái phần fade DVR, liên quan đến tăng giảm độ âm thanh, cường độ của loa, volume. Và ví dụ cho Audio Option này, mình sẽ quan tâm cái phần này. Ví dụ nhé, nếu mà hiển thị cái slide này, muốn là cái slide này mình hiển thị, ví dụ mình bấm vào nó mới chạy hay nó tự động chạy hay là chạy theo cái gì sau nó, thì chúng ta ở cái phần start này nó có phần lựa chọn. Ví dụ như là hiển thị chạy nhé thì chọn automatic này, rồi nếu mà kích vào đúng cái đó nó mới chạy, tức là bấm vào cái biểu tượng này nó chạy này, thì khi là kích vào ví dụ in click sequence này, tức là nó sẽ chạy theo cái đối tượng nào đó theo tương tự trên animation pane này. Thì chúng ví dụ chúng ta chọn automatic nhé, thì cho nó thử này. Tức là xuất hiện slide xong thì nó chạy luôn. Biết sao cái loa, cái biểu tượng là loa của mình nó để bị lỗi không chứ? Hay chị thử chèn vào máy mình xem nó có chạy không ạ? Máy của mình nó là đang 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 lỗi cái. Có chạy cô ạ. Ok, có chạy đúng không? Thì liên quan ví dụ chạy tự động này hay là kích chuột vào nó mới chạy, bị bấm vào chữ play mới chạy này. Đó. Ví dụ như là chạy qua các slide, ví dụ như là cái âm thanh này nó phát liên tục cho các slide hết, ví dụ ở đây có 5 slide mà chạy hết các slide thì mới chọn là play across slide, chạy qua các slide, slide chạy, slide thuyết trình là chương trình chạy như là chạy thì cái âm thanh nó vẫn vẫn hiện, thì giống như là cái bản nhạc nền ấy, ví dụ như là khi mà mình chiếu phim chẳng hạn, có một số cái nhạc nền ấy trong xong người ta nhân vật vẫn nói chuyện hoặc là vẫn diễn chẳng hạn, nói thì nó giống như là cái nhạc nền. Ví dụ muốn ẩn cái biểu tượng loa đi nhé, thì là khi không không xuất hiện trong cái phần thuyết trình thì bấm ẩn. Ví dụ như là nó đã chạy chạy rồi mà nó muốn lặp lại thì chúng ta sẽ chọn loop until stop button. Đấy. Hoặc là tua lại sau khi chạy. Đấy, tua lại chạy. Thì ở đây ví dụ như ở đây đề bài nó yêu cầu là tại slide 2 chèn âm thanh tùy ý này, đặt chế độ tự động khi xuất hiện slide 2 không hiểu hiển thị bị loa.
và khi chuyển sang các slide âm thanh khác thì dừng, à chuyển sang các slide khác âm thanh sẽ dừng. Tức là khi nó muốn nó sang slide kia thì âm thanh sẽ dừng luôn. Thì khi đó nhá, mình sẽ cũng bấm vào Animation Pane này. Trên cái phần Animation Pane này nó có cái phần tương tác với cái biểu tượng loa này, nó có phần Effect Option. Effect Option nhá, thì cái phần Effect này nó có phần như phim nhảy. Effect nó ghi nhận, nó có phần là Start Playing này, Form từ Beginning hoặc là từ Form Last Position hoặc Form Time. Tức là cái ví dụ mình chèn một bản nhạc tầm 4 phút, nhưng mà mình không muốn là ví dụ mình muốn chèn một cái nó sẽ hát luôn, nó không có cái đoạn nhạc dạo đầu chẳng hạn như thế, thì mình xem là đoạn nhạc dạo đầu từ giây cho bao nhiêu thì mới chọn là from time bao nhiêu này, mình nhập vào đây. Còn không thì chạy đôi đầu thì chọn luôn đây. Và liên quan đến phần dừng stop playing, nếu mà mình kích chuột bằng vật lý, tức là mình tác động vật lý lên cái biểu tượng loa cho nó dừng thì nó dừng, còn không thì ví dụ sau after color slide, tức là sau một slide thì nó dừng luôn. Còn ví dụ sau 3 slide thì tôi sẽ chọn after đây. Ví dụ cái âm thanh này sau 3 slide nó chạy. Đấy, sau đã chạy. Còn ví dụ như lúc đầu mình kích chuột vào nhất thì nó có phần là play across slide, tức là slide có 40 slide thì hết 40 slide nó mới dừng. Đấy, ví dụ thế, nếu mà đủ đủ độ dài. Còn cái phần after này, nó liên quan 1 2 3 slide, nó liên quan đến cái thời lượng, là ví dụ như là mình chiếu hình chiếu một cái slide của công ty nhé. 10 slide đầu là giai đoạn đầu thì mình sẽ chiếu bài hát khác nữa. 10 giai đoạn sau thì có 10 slide tiếp thì mình chiếu bài khác khác. Thì khi đó thì mình sẽ cho ví dụ cái bài hát này thì chạy 10 slide, thì after ở đây mình sẽ nhập là 10 chẳng hạn. Đấy, 10 chẳng hạn, như thế. Timing này thì nó liên quan đến cái start delay ở phía trên ấy, thì nó giống như animation. Một số enhance, một cái số cái nâng cao khác, ví dụ như là đôn đi màu sắc cái gì đấy, màu sắc âm thanh delay đấy. Đấy, và âm thanh nhé, thì cũng giống tương tự giống như là các hiệu ứng khác, là nó sẽ có cái thêm phần là chạy từ thời điểm nào và kết thúc thời điểm nào. Đấy, âm thanh từ điểm nào kết thúc thời nào. Còn một đối tượng nữa là đấy là mình chèn audio, ví dụ như là mình chèn một cái đoạn video vào đó chẳng hạn, thì mình cũng chèn vào tương tự. Đây, mình có video không? Đây, mình không 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 lưu video, đây xem video mẫu. Video này của bạn tài mình chơi game. Đây, chọn video này. Thì tương tự video này nó có sự tương tác, ví dụ playback cũng thế này, cũng tương tự với audio này. Đấy, nó cũng có cái phần kết thúc này, bắt đầu âm thanh chạy như này. Ví dụ chạy đây. Đấy. Thế nhưng mà ví dụ như là nếu mà mình chèn vào, mình có sẵn chèn vào chẳng hạn như thế, nhưng ví dụ như là có những lúc mà âm thanh ấy, mình ví dụ một số cái bài hát mà mình chưa chập chưa tải trên cái phần mềm mà có bản quyền về thì nó không cho tải về, đúng không? Bắt buộc vì nghe trực tiếp sẽ phải chèn vào đúng không? Hoặc là âm thanh nó hoặc cái định dạng file audio hoặc là video nó chạy trong này, khi đó mình thường phải chèn đường link vào. Ví dụ như là mình mở một cái nó ở trong máy mình sẽ mở ở trong máy mình chẳng hạn, hoặc là mình sẽ mở ở trên trên YouTube hoặc trong web, đấy, bất cứ mở đâu, thì khi đó là mình chèn link. Thì ví dụ như nếu mà chèn link nhá, thì mình ví dụ mình đang thuyết trình như này, ví dụ đang chiếu slide này chẳng hạn như này nhé, hiển thị cái slide số 5 này. Ví dụ bây giờ mình muốn chiếu chiếu một cái video nào đó trên mạng chẳng hạn nhé, thì ví dụ như thế này, thì nếu mà mình tự động mình thoát nhé, thì trên bàn phím mình có cái nút là ESC, nó viết tắt của Escape. Đấy, trên bên trái bên trái góc trên ở bàn phím ấy, nó có nút ESC, nó sẽ viết tắt của cái từ Escape là thoát nhé. Thì mình thoát cái này, thì tức là đang thuyết trình xong mình thoát này, xong mình lại mở mở máy của mình ra, rồi mình mở cái video ra, thì cái quá trình thuyết trình của nó của mình ấy nó sẽ bị ngắt, nó ngắt nhịp. Thì khi đó là cái những người theo dõi phía dưới là nó sẽ cắt nhịp theo mình luôn, tức là cái dòng người ta đang theo dõi mình ấy bị ngắt luôn. Nên thường là người ta sẽ không dừng slide lại, người ta mở cái file mà không liên quan đến PowerPoint. Ví dụ như mình thuyết trình là mình báo cáo tài chính cho cổ đông chẳng hạn. Đấy, thì cái báo cáo tài chính thường là sẽ không có trong Excel, trong PowerPoint luôn, mà nó sẽ hiển file Excel, đúng không? Thế bây giờ mình để đóng file lại này, thoát này,
bấm ESC để thoát nhé, rồi để hiển thị file mở đường dẫn mở sẵn chẳng hạn, xong bấm hiển thị lên, ví dụ kể ở đây bấm lên luôn thì nó cũng vẫn bị ngắt nhịp ạ, và cái người nghe nó sẽ người ta sẽ bị phân tâm đấy. Thì khi đó là khi mình muốn là thuyết trình này, mình muốn thuyết trình nhưng mà mình bấm một cái nó sẽ hiển thị luôn, tràn luôn trên cái PowerPoint của mình, thì khi đó là nó sẽ hiển thị luôn cái đối tượng mà mình mong muốn ra. Thì khi đó là cái quá trình ví dụ như là mình thoát slide rồi mình bấm vào phía dưới mình mở video lên, kích chuẩn video lên thì nó sẽ không hiển thị nữa mà nó sẽ ẩn cái thao tác đi luôn, và nó sẽ tiến hành là mở cái file luôn. Đó. Ví dụ nhé, ví dụ bây giờ mình muốn là có một cái nút textbox nào đó nhé, liên quan là cái video chẳng hạn, ví dụ bây giờ mình muốn muốn mở cái video video vừa này mở nhé, đấy thì tại đây mình sẽ tạo một cái đường dẫn này, có một cái ô này này, chọn insert này, link, mình sẽ mở cái file đấy ra, vừa này không biết tìm ở đâu, thì là hình như là ở video à, đúng rồi, video này. Đấy, mình mở ra nhé, ok này. Thì khi đó mình bấm vào cái video này này, bấm cái chữ video này thì nó hiển thị cái video ra, ví dụ mình hiển thị đây nhé, bấm này. Tức là mình sẽ không phải mất quá trình là mình đóng đóng slide lại nữa. Đấy, đây ví dụ đây nhé, thì ở trên khi mà mình link lên nó xong thì lập tức là khi mà để chuột vào cái chữ video đấy thì nó sẽ xuất hiện là cái tay. Đấy, bấm tay bấm vào đây. Là nó mở luôn, ví dụ mở luôn cái video này. Mình không hiểu cái trò chơi Roblox nó cuốn hút thế nào, suốt ngày con mình nó xin chơi cái trò chơi này nhìn đau cả mắt. Chương trình cho online hay sao đấy, xong nhé, nó mở ra, ví dụ mình thoát thì nhấn EC thoát này, lại bấm vào đây thoát, thì khi đó là khi mà đóng cái đối tượng video lại nhé, thì mình thấy là trên slide của mình ấy, trên PowerPoint của mình nó vẫn xuất hiện cái slide của mình, tức là cái khi mà mình kết thúc cái file rồi thì cái PowerPoint của mình nó là lớp phía sau, nó layer ở phía sau, nó lớp phía sau thì nó vẫn ở phía sau, nền phía sau nó hiện thì mình đóng cái file, tức là nó sẽ tạo thành hai lớp trình chiếu, một lớp PowerPoint vẫn giữ nguyên, lớp ngoài là lớp các đối tượng và mình bấm vào link. Đó. Thì khi đó là cái quá trình trình chiếu của mình nó sẽ không bị ngắt quãng, không ngắt quãng, đang thuyết trình tạo được cái mạch thuyết trình cho người ta rất là khó, cực kỳ khó luôn, để người ta chú ý lắm thì người ta mới bài thuyết trình mình thôi cuốn lắm, người ta thuyết trình vào, nhưng khi mà bây giờ nhỡ là tắt rồi tìm này tìm kia đấy là và thuyết trình mình ngắt nhịp rồi, thì đó là cái ấn tượng của mình đối với người ta là sẽ bị hạn chế, nên là người ta sẽ tạo cái link nhé, tới link, ví dụ như là mình mở một cái link từ cái chỗ đấy, mình sẽ tạo một cái file Excel chẳng hạn nhé, Excel ví dụ đây, ví dụ báo cáo báo cáo chẳng hạn, hoặc một cái đó nhé, hoặc cái nút nó giống cái nút này chẳng hạn. Đấy, in này, insert này, chọn link này. Ví dụ như là muốn mở cái link bài tập nhé. Mở vào đây. Đấy, bấm slide lên, đang thuyết trình nói đến cái phần là tổng kết công ty, tổng kết doanh số chẳng hạn. Đấy, thì mình bấm chữ báo cáo này. Thì nó sẽ cái file Excel mình ra, nó sẽ link đến cái đối tượng trong đấy. Hoặc là mình sẽ link đến một cái đường link ở trong web. Hay là đường link của một cái video trên mạng chẳng hạn. Đấy, thì mình sẽ copy cái link của video lại. Cái này sao nặng hay sao mà bấm à, hình như là trên màn hình xe của mình không có đâu, nhưng mà ở trên phần loa trình chiếu đã hiển thị rồi đấy. Các anh chị thử nhé. Có nhìn thấy xe không? Lại mất xe phải à. Nó hiển thị trên slide trên máy chiếu rồi nhưng mà cái nó lại mất. Đấy, link lên. Ví dụ link đến phần này. Mình đóng lại nhé. Đóng lại thì nó sẽ hiển thị cái phần trình chiếu của mình. Ở đây mình đã kết nối máy chiếu nên là để song song nên là nó sẽ không hiển thị. Nó sẽ hiển thị slide hơn là cái phần xem màn hình đấy. Mình để là thiết kế là presenter là thể kê song song. À, thì mình sẽ tìm hiểu nhé. Đến cái link này này, mình sẽ tìm hiểu là nó là ứng dụng. Ví dụ ở đây mình tạo một cái nút nào đó chẳng hạn. Mình không muốn tạo cái chữ báo cáo, mình tạo một cái nút nào đó để người người ta không biết là cái nút này làm gì chẳng hạn nhé. Tạo nhé, thì cho link này. Thì nó ở đây.
À, cái này liên quan đến này. Sẽ link đến cái insert hyperlink nó, ví dụ như là link đến những cái file này ở trong cái máy tính của mình thì bấm vào cái existing file này, hoặc link đến một cái trang web nào đó, ví dụ như là trang web B2B chẳng hạn, hoặc là một trang web ví dụ trường hợp thương, ví dụ mình gọi là www chẳng hạn. Ví dụ mình đang nói đến mở ra một cái trang web một nơi nào đó ftu này .edu .vn chẳng hạn đấy, thì ở address đây thì mình sẽ bấm vào địa chỉ, hoặc là mình sẽ mở vào B2B, mình copy đường dẫn vào đây đấy. Hoặc là link đến những cái đối tượng trên văn bản, ví dụ như trong slide, với slide cũng liên quan đến nhau. Ví dụ như mình đang nói đến cái slide đang ở slide số 5 nhưng mà mình cần back lại slide số 3. À, back lại slide số 3 để nói lại cái phần đấy cho người ta xem. Đấy, nói lại slide xem thì mình có thể link đến trong cái đối tượng trong slide đấy được, trong cái file đấy được. Thì ở đây mình sẽ bị slide 3 bấm vào đây nhé. Đấy, nó sẽ link đến slide 3. Mình thử này. Đây là mình cái độ phân giải của máy của mình ấy, máy Mac với lại cái màn chiếu nó không tương thích, thế là nó làm giảm luôn cái cấu trúc. Đấy, bấm ví dụ bấm về riêng này, nó slide số 3. Đấy, quay lại slide số 3. Mà từ slide số 3 mà muốn quay lại slide 5 thì tại slide số 3 mình sẽ phải tạo một cái link tiếp. À, đây mình sẽ quay lại. Đấy. Thì link các đối tượng trong nhé, trong file này, đối tượng ngoài file nhé, đối tượng trên web này. Đấy, đối tượng web này, hoặc là tạo một cái file đường dẫn mới, hoặc là một cái email gì đó. Đấy. Rất nhiều đối tượng link. Ngoài cái việc link trong đối tượng đấy xong thì nó ở cái phần action này, nó có cái phần action này, nó có link như sau này. Ngoài cái action này thì nó có cái trong phần là ở cái link và action nó khác nhau một chút, là trong action này nó sẽ liên quan đến một số cái nữa, là ví dụ như là nó liên quan đến ví dụ như là muốn bấm cái đấy nó hiển thị âm thanh chẳng hạn thì mình sẽ tích vào play sound này, liên thanh này, hoặc là liên quan đến trỏ chuột, ví dụ như mình kích chuột vào ấy thì nó hiển thị đấy, hiển thị, hoặc là mình đưa chuột cái nó hiển thị luôn cái mouse click nhé, là kích chuột nhé. Ở đây cái action setting nó thì phần link thì nó sẽ đa dạng hơn, ví dụ như là ở cái phần link, này cái biểu tượng là quả địa cầu với link này thì mình phải kích chuột, trên trên cái chuột của mình, hoặc trên cái nó enter ấy, thì nó mới ra. Nhưng phần action hai lựa chọn là mouse click là kích chuột đấy, với đối tượng mà liên quan có cái phần âm thanh nữa. Nhưng có thứ hai là mouse over, tức là ví dụ như là mouse over này, nếu kích chuột vào như mouse over là mình chỉ chuột qua cái là được. Ví dụ có những cái mình muốn làm những cái tinh tế chẳng hạn, mình không muốn kích chuột người ta biết ấy, thì mình ví dụ mình chỉ lướt qua cái chữ video này, mình đưa chuột này, đưa từ trên dưới hoặc bên phải trái, đưa hướng nào cũng được, thì cái link đấy sẽ mở qua, mở ra chẳng hạn. Thì ở đây nó xem có liên quan đến cái phần mouse over. Đấy, mouse over. Thì cái option, cái tùy chọn của mouse over nó cũng tương tự mouse click ạ. Nó chỉ khác nhau cái là một cái phải kích chuột trên chuột trái, một cái là phải đưa chuột, cái đưa chuột không kích gì cả, mình đưa chuột, đưa tay như này để xuất hiện. Đó, đưa chuột. Thì tóm lại trong cái phần thiết kế slide thì mình lưu ý là cái transition này thiết kế là hiệu ứng cho từng slide, cái animation hiệu ứng cho các đối tượng cho slide. Ngoài ra liên quan đến phần link, các đối tượng cho slide đều liên quan on click này, là kích chuột này, start with, after, trigger. Đấy, và liên quan đến link là những cái mình hay dùng nhất. À, link link liên quan đến dùng nhất này. Và khi mà thiết kế slide thì mình sẽ để ý cho mình là khi trước khi tạo định dạng slide, mình vào view slide master nhé. Ở cái slide 1 này mình muốn thay đổi, ví dụ như ở đây khi mà thay đổi hoặc là mình đổi bố cục của cái slide, hoặc mình đổi phông chữ, ví dụ ở đây nhé, mình ở đây là mình đang đổi là chữ để là chữ màu xanh đúng không, ví dụ mình đổi nhé, đổi thì khi thiết kế phông chữ ấy, thì nó sẽ có cái quy tắc thiết kế là 60 60 30, quy tắc phối màu 60 30 10, thì 60 là cái màu là màu chủ đạo, rồi 30 là cái phần nhấn mạnh, và 10% là cái màu màu nhấn mạnh hơn nữa, màu hiếm hơn. Thì mình sẽ, các anh chị có thể về nhà các anh search cho mình cái phần gọi là phối màu 60, 30 và 10 để mình biết cách là à cái chữ này thì phối màu với nền màu gì. À, chữ màu gì chẳng hạn. Như ví dụ ở đây mình đổi phông chữ màu sang màu đỏ nhé, ví dụ màu đỏ như này. Thì cái slide master là cái gì ạ? Cái tùy chỉnh toàn bộ những cái ứng dụng ở những cái thiết kế ở trong này. Ví dụ ở đây màu đỏ hết đúng không? Vừa nãy màu xanh đúng không? Đấy thì slide view slide master là cái để định dạng những cái định dạng ban đầu.
như formatting ban đầu của văn bản, của thiết kế. Ví dụ mình đổi thành màu xanh, màu xanh như này thì nó sẽ chuyển màu xanh. Liên quan ví dụ trên logo thì phải vào Visual Master. Đó. Được. Thì đấy là những cái cấu trúc căn bản. Còn cái việc mà thiết kế đẹp với xấu ấy thì nó phụ thuộc vào cái ý tưởng đó. Ý tưởng rất nhiều. Ý tưởng rất nhiều. Thì anh chị nhớ cho mình cả cái phần là Smart nhé. Smart dùng rất nhiều luôn. Insert Smart này. Dùng rất nhiều trong slide. Dùng rất nhiều slide. Ví dụ như ở đây. Một số cái slide đây nó có liên quan. Đây đây là một Smart này. Đấy. Đây là Smart nhé. Bây giờ mình insert ra này. Insert Smart này. Ví dụ các quy trình đấy, ví dụ ở đây đấy, đây là Smart này đấy. Thì liên quan đến các bước một cái phần nữa là khi mà đa số các anh chị đi làm thì ít khi dùng đến cái phần này, tôi phút là như mình đi giảng ấy thì cái bài giảng của mình rất là nhiều nhiều slide, nhiều chữ. Thế thì thường vì mình giống như trong Word ấy, mình tách từng phần ra để mình quản lý cho dễ, giống như trong Word nó là section đúng không? Thì slide nó có phải section. Thì ở đây này, ví dụ ở đây mình có các section như sau này. Đấy, ở đây hai section default section và untitled section này. Thì bấm từ section này mình sẽ có ví dụ ở đây là ví dụ như section này mình sẽ tên là section mở đầu chẳng hạn. Mở đầu. Đấy, thì cái section làm gì ạ? Là giống như Word ấy, là nó sẽ quản lý các slide. Quản lý các slide trong nhóm ấy, nó sẽ trong nhóm ấy, nó giống như một cái ngăn ấy, mình đặt các slide, ví dụ slide mở đầu nữa thì mình có 6 slide đúng không? Thì nhóm 6 slide một cái slide đầu, thì khi mình quản lý mình mở ra dễ, ví dụ mình muốn tìm là slide 30 chẳng hạn, đúng không? Hay là slide số 6 thì mình chỉ cần bấm vào cái slide mở đầu mình tìm thôi, đúng không? Hoặc là slide số 7 chẳng hạn thì nó sẽ là cái section số 2. Đó. Thì trong việc tạo section nhé, thì mình sẽ tạo như sau, chỉ đơn giản lắm, là trong các slide mình muốn ngắt section mình bấm chuột bấm phải này. Rồi chọn add section. Accession đi. Thì cái này chỉ áp dụng là cái việc là quản lý các slide, gọi là cho làm sao cho nó tìm kiếm nhanh gọn, rồi nó gọn, rồi làm cho cái người gõ người tường người tạo ra slide nó tìm dễ, nó hệ thống. Đó, thì giống như Word ấy, chúng ta học section rồi đúng không ạ? Thì các section mình sẽ biết là từng phần này làm cái gì, phần này làm bìa, phần này làm mục lục, phần này làm nội dung chính đấy. Thì cái section ở trong slide cũng như vậy, nó phân ra các ngăn khác nhau. Đấy là cái chắc, còn thực tế là mình chỉ dạy được cái kỹ thuật đấy nhá, còn cái việc là thẩm mỹ thì nó phụ rất nhiều yếu tố, ví dụ như là liên quan đến mệnh, ví dụ như người mệnh kim như mình ấy, mình lại hay thích như gì sử như là mệnh kim hợp với màu vàng chẳng hạn, ví dụ như thế đấy. À, thì ví dụ như là hoặc là thích màu trắng chẳng hạn, thì người ta chỉ thích là quần áo màu trắng hoặc là màu tối hay gì đấy, thì nó liên quan đến cái mệnh của mình hoặc là cái quan điểm của từng người, nên là xấu đẹp rất là khó. Nhưng mình phải biết là kỹ thuật mình làm là ý định như thế và thuyết trình như thế, mình nói đoạn này như thế nào đoạn kia như nào đấy, chứ còn về cái hướng dẫn gọi là như nào là đẹp rất là khó. Giống như là một cái bộ quần áo hay là một cái thiết kế trang bìa gì đó ấy, thì người này thì chê là đẹp đúng không, người kia sẽ nói là à người kia người này khen là đẹp, người kia chê là xấu là chuyện bình thường, kể như thế sẽ lạnh thế. Mình chỉ biết là quan tâm màu, mình search luôn các anh chị tìm hiểu luôn nhé, quy tắc thiết kế màu với màu, với màu là 60 này. Đây, số màu 60 30, đây là quy tắc thiết kế để mình làm thiết kế trong nội thất ấy, ví dụ thế. Khi biết cái này cũng hay lắm ạ, vì vì là giống như nhà mình thì hay chuyển nhà rất nhiều và mình hay phải làm nội thất ấy, nhưng mà mình hiểu về cái này một chút thì mình làm việc cái bên thiết kế đơn giản lắm. Hoặc là ví dụ nhà mình làm cái văn phòng thế, nếu mình không có cái kiến thức cái này ấy, thì mình làm với thiết kế không, họ khó chịu lắm, họ hay coi thường rồi, họ hay hay thế này. Nhưng khi mình biết như thế này rồi ấy, mình phối màu là mình có thể điều chỉnh theo ý mình, hoặc là ví dụ như mình đề xuất màu này màu kia, mình xem cái tông nó hợp không, thì anh chị về tìm hiểu cho mình cái quy tắc phối màu nhé, 60 30 10 nhé, ví dụ như này, hoặc là nó sẽ là 60 10 10 10 đấy. Đây, ví dụ như này. Đấy. Thì mình sẽ chọn ví dụ 60% là cái màu nền. Đấy. 30% là màu chọn số 2 và 10% là cái màu để làm. Để cho mình
Đây, ví dụ này, để cho mình biết cách màu này nối với kết nối màu kia sang lý. Ví dụ nhé, nó có ví dụ màu này. Ví dụ như hơi là màu bánh xe này. Những màu nào có thể kết hợp với nhau để giải màu? Như cái này thì hơi khó nhé, bánh xe. Cái chữ mình thiết kế màu này, trong chữ tiêu đề mình thiết kế màu xanh này, còn chữ này thiết kế màu xanh này, đấy thì mình có thể copy lại màu vào đây này, đấy, những cái màu có thể tương thức với nhau, nhưng mà thực ra cái này thì áp dụng nó cũng tùy thuộc vào từng quan điểm. Ví dụ như là như có quần áo thế, người ta thường nói là xuyên tông đúng không, thế nhưng mà có những thời kỳ là có nhiều color block ấy, tức là một cái người mà mặc sặc sỡ chim cò lên ấy thì cũng vẫn là đẹp. Thì thực ra thì cái này chỉ là tham khảo thôi, nó rất nhiều cái ví dụ như là nó liên quan độ tuổi, ví dụ trẻ con thì liên quan đến màu sặc sỡ, ví dụ như là người ta cái hàng bán bim bim bánh kẹo đúng không, toàn màu liên quan cái gì màu đỏ, không bao giờ có kiểu màu đen rồi cái màu nhờ nhờ, nhưng mà cái tuổi trung niên anh chị thì phần áo người ta luôn thiết kế là màu nhờ, nên là cái để mà thiết kế cái slide đẹp ấy thì nó liên quan ý tưởng của mình rất là nhiều. Cái ý tưởng nói là rất là nhiều, ý tưởng làm sao rành mạch, thuyết trình rành mạch là một trong những yếu tố thành công ấy. Bất cứ cái gì mà quan tâm cái này thì chúng ta sẽ tạo cho mình cái tư duy, ví dụ như là mình nói chuyện với sếp hay nói chuyện với khách hàng, thế mình nói tư duy mạch lạc rõ ràng ấy. Đấy, thì nó sẽ từ cái phần slide này hỗ trợ mình nói thuyết trình nhiều, và những lời nói của mình ấy, hàng ngày của mình ấy, nó sẽ tương đối là chuẩn chỉnh. Thế còn có vấn đề nữa liên quan đến PowerPoint là photo book. Ví dụ như là các anh chị thường là để ý là chúng ta có tổ chức đám cưới đúng không? Thì thường là các anh chị thấy là những cái bạn trẻ là chụp ảnh cưới rồi show lên trình chiếu trong cái buổi tiệc đó, đúng không? Hoặc là tổ chức event, hoặc là tổ chức những cái buổi triển lãm, hoặc là những cái buổi tổng kết công ty, thì người ta sẽ show một loạt những cái ảnh liên quan công ty, hoặc là những triển lãm, như triển lãm về hoa quả chẳng hạn, thì người ta show đến quy trình sản xuất này, đấy, đóng gói như nào, sản xuất như nào đấy, thì tức là một cái ngày triển lãm xuất hiện là 2 3 ngày chẳng hạn, thì người ta cứ kết nối bằng một cái máy tính và máy chiếu, và cái ảnh nó cứ chạy liên tục như thế đấy. Thì các anh chị thấy đám cưới như thế, đám cưới diễn ra 2 3 tiếng và bao nhiêu bức ảnh cứ chạy liên tục rồi quay vòng đúng không, quay vòng, thì người ta cái gọi là photo album, tức là photo album tức là một tập các ảnh được đưa vào trong máy tính và trình chiếu theo một ý đồ nào đó của người thuyết trình. Đấy. Thì chúng ta sẽ làm như sau này. Insert này, chọn photo album này, chọn new photo album nhé. Thì ở tại đây mình sẽ tìm các ảnh hoặc các video để chiếu lên. Ví dụ mình chọn một cái ảnh này. Chúng ta chọn insert nhé. Insert này, new photo album. Đấy. Đây, ở đây chọn photo album này. Photo album, insert này. Insert rồi, à chọn photo album rồi new photo album. Thì được clip một cái ảnh vào đây. Đấy. Thì trong cái ảnh này mình hoàn toàn mình có thể chọn này, ví dụ như là tích vào mình sẽ chọn là mũi tên trên mũi xuống là thay đổi cái thứ tự xuất hiện. Đấy. Mũi thứ tự này nó có new text box, nó có cái hướng dẫn có chú thích không? Đấy. Hoặc là ví dụ muốn chuyển hết cái ảnh là đen trắng thì chọn All Pictures Black and White. Và ngoài ra cái ảnh ấy thì bao giờ nó sẽ có cái khung, nó khung ảnh, cái khung ảnh thì cái phần phía dưới nó có phần picture layout, nó chính là khung ảnh, nó khung ảnh. Ví dụ như fit to slide nghĩa là cái ảnh ấy nó sẽ to phủ kín màn hình, full screen đấy. Còn ví dụ như là one picture tức là một một ảnh xuất hiện trên một slide, hoặc hai ảnh chia xuất hiện trên một slide như thế này, anh chị nhìn bên phải ở cái phần là preview này. Hoặc là 3 ảnh, 4 ảnh, hoặc là một ảnh, ví dụ ảnh mà có cần chú thích, ví dụ như ảnh đây là hoa phong lan, đây là hoa tulip chẳng hạn, đấy có chú thích thì nó ghi là one picture with title và liên quan đến những cái ảnh này, vì nó cho tối đa là 4 ảnh trên một slide nhé. Một slide ví dụ ở đây mình để 2 ảnh nhé, 2 ảnh này, thì ở phía frame shape nó chính là cái khung ấy, khung ảnh này, ví dụ như là khung rectangle là hình hình chữ nhật, tức là khi một cái ảnh mình đưa một cái khung ấy, thì cái frame shape này nó chính là cái khung này. Ví dụ rounded rectangle nó sẽ bo tròn ảnh, bo tròn 4 góc của cái ảnh. Hoặc là mình sẽ chọn simple frame white này. Đấy. Hoặc là center shadow rectangle này. Ví dụ thế.
Ví dụ mình chọn rounded rectangle nhé, thì cái ảnh nó hình tròn luôn này. Đó. Theme nhé, tức là trong cái ví dụ như ảnh ấy mình để cái nền ấy, cái nền phía sau ảnh là màu gì thì mình sẽ chọn cái theme. Và ở trong theme này nó có sẵn là cho document. Ví dụ theme gallery này. Select. Sau đó cái chị chọn create thì nó sẽ tạo một file mới. Sau đó mình sẽ tạo create là sẽ tạo ra một file mới. Sau đó thì mình sẽ tạo create một cái file mới này. File mới như này. Đấy, file mới này. Ở đây ví dụ photo album mình sẽ chọn là album hoa chẳng hạn nhé, album hoa. Ví dụ đặt tên, ví dụ ảnh cưới hoặc là cái này có mình có thể xóa đi, mình không cần chữ thì mình ảnh album cưới chẳng hạn, album hoa. Có thể là có hay không có cũng được tùy. Thì mỗi cái slide nó đều có một cái slide bìa. Đấy, thì mình có thể xóa đi không xóa đi cái. Ở đây nhé, bố trí này hai ảnh này. Hai ảnh trên slide. Thì các ảnh mà xuất hiện nhé, giống như này, các ảnh mà nó chạy ấy, thì nó xuất hiện thì mình cứ nhấn chuột nó chạy đúng không? Nhấn chuột chạy. Thì tác động chuột mới chạy, chạy hết cái này cái kia. Làm như thế thì khi mà triển lãm kéo dài vài ngày thì không có hơi đâu có một nhân sự mà ngồi cứ bấm bấm cho nó chạy cả, đúng không? Thì bây giờ phải làm sao để tự động nó chạy cơ. Tự động nó chạy. Đấy, tự động chạy cho nó làm như sau nhé. Ở cái phần transition này, ở transition nhé, nó có phần after này. Transition là ứng dụng, là những cái hiệu ứng cho slide rồi đúng không? Thì mình sẽ đầu tiên nhé, mình sẽ chọn là after chẳng hạn. After là mình muốn là mỗi slide chạy tự động sau 2 giây chẳng hạn. Mỗi slide cho after này, mình sẽ nhập vào đây. Nhập đây là 2 giây, nhập số 2, rồi nhấn enter đấy. PowerPoint nó sẽ ưu tiên hiển thị số giây trước nên nhập số 2 nó sẽ nhận chuyển nhận là enter. Enter nó sẽ nhận là số giây. Phút, giây và phần trăm của giây nhé. 6 số 0 thì là 2 số 0 đầu là phút, rồi đến giây rồi là phần trăm của giây. Ví dụ như là muốn muốn chọn là các slide này nó chọn nó chạy là mỗi slide chạy 2 giây. Đấy, xong chúng ta chọn apply to all này. Chọn to all này. Đấy, để kiểm tra nhé. Kiểm tra xem nó đúng không. Chọn view slide sorter. Thì mình sẽ cái view slide sorter nó sẽ hiển thị cái khung nhìn nó nhỏ đi để mình nhìn thấy là mỗi cái slide ở phía dưới nó ghi là không không 2 giây này, không 2 giây này. Không 2 giây. Đấy. Bây giờ mình bấm nhá, Shift F5 hoặc bấm slide show. Thì các anh chị cứ đếm 1 2 là nó xuất hiện slide này, slide kia. Nó tự động chạy. Đấy, đến 1, 2, 1, 2 đến 2 giây thì mỗi slide sẽ chứa hai ảnh cho nó chạy. Đó. Ở đây mình chèn có 8 ảnh thì nó được 4 slide thôi. Và đến slide cuối cùng là nó dừng. À, dừng cưng. Thế nhưng mà ví dụ như là mình không có đủ số ảnh để nó chạy hết 2 tiếng hay 3 tiếng đồng hồ đúng không? Thì khi đó mình sẽ làm cái này để nó chạy lặp đi lặp lại liên tục. Để nó chạy nhé, lặp đi lặp lại liên tục nhé. Thì chúng ta sẽ làm như sau này. Bấm vào normal. Thì chúng ta sẽ chọn là slide show này. Có chọn cho tôi setup slide show. Set up advanced option for slide show, set SQS mode. Nó liên quan đến cái phần là thời gian chạy mỗi slide này. Và liên quan đến một số cái chế độ hiển thị slide nữa. Bấm vào đây. Slide show. Thì chúng ta sẽ chọn này. Show option này. Mình sẽ chọn là loop continuously until chữ ESC. Các chị có để ý chữ ESC không? Là cái nút ở trên bàn phím góc trái ấy, trên cùng ấy. Tức là nó cứ lặp đi lặp lại, bấm vào phím gì không được ạ. Và ví dụ như là mình đang để cái máy màn hình nó chiếu này này nhé, ngó người vô tình đi qua bấm chạm vào cái bàn phím của mình đúng không? Thì slide mình dừng đúng không? Thì cái này nó sẽ không cho phép ạ, nó chỉ cho phép là bấm vào nút duy nhất này, là SC thì cái slide mới dừng. Dạ. Ở phía dưới này, show with narration liên quan đến cái độ phân giải của cái chiếu ấy thì mình cũng không quan tâm lắm. Ở phía dưới là pen color ấy thì mình có liên quan là ví dụ như là bình thường khi người ta cắt diễn giả người ta chưa chỉnh ấy thì người ta cầm cái bút đi tít phía dưới người ta có thể bấm ở bên trên người ta chỉ đúng không? Thì mặc định cái nút pen laser cái tia laser ấy, là cái màu đỏ. Màu đỏ. À đây, à, nút pen này liên quan nút pen là khi mình vẽ khi mình chỉnh chiếu vừa nãy mình khoanh ấy là màu đỏ thì mình có thể đổi màu đây. Đấy. Còn phía dưới này, laser pointer color, đây chính là cái nút bấm
mà người ta có cái công cụ người ta đứng từ xa, người ta điều khiển slide, bấm next slide rồi back slide rồi giữ ấn ấy, thì là mình có điều chỉnh đây là có ba màu này. Đỏ xanh màu GRGB đấy, red này, green này, blue đấy. Thì muốn cái màu của cái tia laser mà bấm từ xa đưa chuột đấy đấy là màu gì, thì mình sẽ có thể lựa chọn đây, ví dụ mà chuyển màu xanh hay màu tím gì đó, mình sẽ chuyển đây. Slideshow liên quan đến cái phần này thì thôi, custom slideshow ạ. Bấm ok nhé. Thế bây giờ các anh chị bấm ship, bấm F5 đi. Bấm F5 thì xem là nó cứ lặp đi lặp lại không? Chạy từ đầu ạ. Cứ 2 giây xong nó hết chạy. Ví dụ của mình là hết slide 4 nên quay lại slide 5. À slide 1, slide đầu. Đấy, nó quay lại album hoa tức là slide 1 đúng không? Ví dụ như là mình muốn chèn ảnh, à chèn âm thanh. Ví dụ như là cái quá trình, ví dụ như là cái quá trình 10 slide đầu là về một bài hát này đó, thì mình sẽ chèn vào mà mình sẽ chọn là cái âm thanh này chạy qua bao nhiêu slide. Đó thì mình sẽ tắt vào đấy. Đấy. Ví dụ như mình đám cưới đúng không? Thì bao giờ cũng hay chèn âm thanh. Chèn ảnh, chèn âm thanh vào. Khi mà trình chiếu và triển lãm thì người ta sẽ không dùng cái đấy đâu ạ, triển lãm không dùng cái đấy ạ. Hoặc là những cái chương trình mở màn đấy, chương trình mở màn bao giờ người ta sẽ chiếu những cái ví dụ như là video, ví dụ như là trường, ví dụ giới thiệu về đơn vị đó hay giới thiệu về chương trình đó chẳng hạn đấy, thì nó dùng cái này nhá, lặp đi lặp lại nhiều lần nhé, nhấn EC mới thoát này. Thế nhưng mà những cái ảnh này nó xuất hiện thì nó hơi hơi là tẻ nhạt, tại vì vậy thì những cái ảnh này muốn là nó xuất hiện là nó có ấn tượng một chút chẳng hạn, thì mình sẽ chọn transition. Ví dụ như là cái album đầu tiên mình sẽ chọn là fade. Đấy, thứ hai mình chọn là wipe, thứ ba là sweep này, rồi thứ tư là chọn random này, hoặc là thứ năm thì mình chọn là origami, một cái hình con chim này, rồi đấy rất rất nhiều cái, tức là mình tùy thuộc vào cái ý tưởng của mình nói. Mỗi slide nó sẽ chạy theo một kiểu để nó nói chung là nó sẽ tăng cái kích thích của mắt của mình đối với cái file thuyết trình của mình thôi. Như anh chị để ý là những cái video quảng cáo ấy làm nó ngắn khoảng vài giây thôi nhưng mà cực kỳ khó. Khó làm sao, tức là nội dung nó thật ấn tượng. Nên là sao các bạn thấy là các bạn sau này có con hay ai có con trẻ rồi ấy, thì nó rất thích xem hoạt hình hoặc là xem những cái đoạn đoạn phim quảng cáo. Vì nó màu sắc là nhiều này, màu sắc rất là tươi sáng này. Rồi di động, cái chuyển động liên tục, âm thanh thì rất là hay. Đấy. Thế nên là cái thuyết trình của mình sẽ áp dụng như thế. Ví dụ như mình có tạo ấn tượng chẳng hạn thì bao giờ sẽ phải hơi màu mè một chút, màu sắc tươi trẻ một chút. Như mang tính economic, ví dụ như là nghiên cứu khoa học. Đấy thì có thể không để lẹt lẹt vào được đúng không? Tôi học những cái liên quan đến cái rất là formal tiêu chuẩn thì rất là khó. Đấy nhá, thì photo album này thì có hai điều cần lưu ý này. Một là insert photo album nhé, thì mình chọn new photo album này, sau chèn cái ảnh vào. Thứ hai là mình sẽ thiết lập ở slideshow ấy để nó lặp đi lặp lại này. Đấy. Còn muốn tạo ấn tượng nhiều hơn thì mình sẽ dùng các hiệu ứng cho transition từ mỗi slide chạy như thế nào, lặp đi lặp lại nào. Nếu mà chèn âm thanh, khi mà chèn âm thanh với các album thì mình sẽ cũng lưu ý một chút là mình chèn thì mình xem là cái âm thanh đó nó chạy qua bao slide. Đấy, các anh chị cứ thử đấy, chạy bao slide. Ví dụ âm thanh này nó có thể là 15 phút đúng không, nhưng mà 5 slide của mình muốn chạy qua 5 slide, 5 slide nó chỉ có khoảng mấy giây thôi chẳng hạn, thì khi đó mình cũng phải thiết lập là sẽ after bao nhiêu slide, mình không cần chạy nhiều. Đấy, mình sẽ chọn là ví dụ như là phần effect này mình sẽ chọn là after 3 slide chẳng hạn. Đấy thì 3 slide nó sẽ không không chạy nữa. Không chạy nữa. Và ở đây nó có hiển thị ví dụ như là hiển thị số 1, ở đây số 1 là thứ tự chạy thứ nhất này, và on click đấy, kích chuột thì cái âm thanh mới chạy.
Còn nếu mà muốn là chạy tự động thì mình sẽ chọn là automatically này, thì nó sẽ là không này, các chị nhìn thấy chưa, nó không đấy, thì nó tuân theo cái quy định thứ tự chạy trong một slide đây, không một hai ba bao nhiêu đấy, hoặc chạy cùng chạy sau như nào. Thì những cái ứng dụng Photo Boom này là ứng dụng cho những event rồi triển lãm, đám cưới, một cái cuộc họp nào đó, bao giờ nó sẽ chạy. Ví dụ như là một đơn vị nào đó mà tổ chức meeting, nhất là vừa rồi là mình tổ chức online rất nhiều đúng không, thì người ta có những cái ví dụ như là nó offline thì có cái chương trình văn nghệ, thế nhưng mà đối với chương trình online thì người ta sẽ chạy những slide hoặc chạy những video video mà người ta giới thiệu về những cái đối tượng, hoặc là giới thiệu về chương trình đó, hoặc là giới thiệu cái nội dung của chương trình để người tham gia vào chỗ ổn định đấy, giống như thế. Thì chúng ta có thể sử dụng cái Photo Boom. Ngoài cái việc nhé, cái phần là PowerPoint thì nó có tên này, nó tên mở rộng là PTX đấy. Nhưng ngoài ra mình có thể là xuất ra rất nhiều cái file khác nhau, ví dụ như là mình có thể xem này, mình đầu tiên export nhé, export thì có thể là ra PDF này, được chưa? Hoặc là tạo thành một video nhé, video ví dụ như là các ảnh nhé, các ảnh mà chạy theo cái dạng là ảnh này kia, giới thiệu một cái trường nào đó hay giới thiệu một đối tượng đó, thì mình có tạo thành cái video này. Video thì máy nào cũng mở được đúng không? Đấy. Thì nó, nhưng mà tất nhiên là khi tạo video thì cái dung lượng nó rất là nặng, nặng hơn với slide rất là nhiều, nặng hơn rất nhiều. Hoặc là handout, hoặc là một số kiểu khác. Ví dụ mình chuyển là kiểu ảnh chẳng hạn, đây ảnh này, JPEG chẳng hạn, PDF. Nếu mà ví dụ mình không muốn là người ta biết là những cái hiệu ứng của mình ấy, nội dung của mình ấy, hoặc người ta không không muốn là copy cái nội dung slide của mình chẳng hạn, thì mình chuyển sang PDF. À, PDF. Hoặc là thường là đối với PowerPoint thì một số máy người ta không cài chẳng hạn, thì mình sẽ chọn PDF, thì lúc nào mình thuyết trình được, mình tải rất là dễ. Đấy là cái việc là hiển thị file nhé, hiển thị file. Có một cái hiển thị file rất hay là không hiển thị cái nội dung file, thì chúng ta chọn đây này. Để chức năng là PowerPoint Show thì nó sẽ không hiển thị là cái phần animation là thiết kế như nào đâu, nó sẽ ẩn hoàn toàn bộ đi, nó chỉ hiển thị phần ảnh thôi. Ví dụ ở đây mình chọn desktop nhé. Đó. Tắt đi này. Đây có album hoa, để mình tìm ra file nằm đâu. Không phải mình lưu rồi nhỉ, lưu desktop mà. Để mình mở lại cái nhé. Nó nằm ở đâu mà không nhìn thấy nhỉ? Ở dòng thứ tư, dòng thứ tư ngoài cùng, gần ngoài cùng cạnh bài tập Excel luôn. À đây đây đây, đúng đấy, thì các anh thấy là khi mà bấm vào ấy thì nó không xuất hiện cái animation nữa, tức là hoàn toàn những cái kỹ thuật của mình ẩn hết ạ, ẩn hết, và nó chỉ xuất hiện này. Thì khi mà ví dụ như mình hay hay thiết cái hay để dạng này lắm, ví dụ như là mình hay tạo những cái bài thuyết trình hoặc là tạo những cái video cho con mình ấy, thì mình hay để dạng này, nó vừa nhẹ và những kỹ thuật thuyết trình như hầu như là không có hiển thị luôn, không hiển thị luôn, và cái nào cũng hiển thị và cái chỗ nào nó cũng hiển thị ra. Đây cái gọi là visual này, tức là nó ẩn lên luôn, ẩn, ví dụ ẩn luôn. Ví dụ ở đây, đây nhá, mở cái file này ra thì nó người ta có thể bấm được hết vào những phần này, slide show animation traction là mình làm gì đúng không. Khi để chế độ đấy thì nó không có hiển thị những cái kỹ thuật của mình làm, nó giống như là ở Excel mình giấu công thức gì ấy, thì cái này thế, nhưng mà nó vừa nhẹ. Nhưng tất nhiên là sẽ không sửa được, nhiên là không sửa được. Đấy là toàn bộ cái nội dung của PowerPoint, mình cũng giới thiệu ngắn gọn tầm hai buổi, chỉ hướng dẫn là cái kỹ thuật là làm như nào thôi. Nếu anh chị muốn tham khảo ấy, thì có thể tham khảo cái slide chương 6 hoặc là slide văn của chị làm như này, để bố cục làm như nào thì mình đã soạn ở đây. Ví dụ như là theme này,
từ chữ như thế nào ấy. Đấy thì các chị ở đây, còn bây giờ mình sẽ nhìn xem là cái đề thi của mình như thế nào nhé. Đề thi thì mình sẽ cho luyện lớp mình hai đề, thì hy vọng là đang không biết là buổi này học xong PowerPoint, buổi sau sẽ luyện đề và buổi sau thứ hai là sẽ thi giữa kỳ đúng không? Thì nhớ là bạn chính yếu và nhớ bạn chính là nhắc các bạn là bắt buộc phải thì nhá. Nếu mà muốn qua môn này là phải thi, muốn qua phải thi đấy, không có bài là mình không có làm cái gì được ạ. Bởi vì là toàn bộ cái bài này lưu trên máy, không có tham dự, không làm được gì. Chúng ta chỉ có làm khoảng 30 phút thôi, chỉ có dùng trên điện thoại được. Ví dụ không có online trên máy tính được thì dùng trên điện thoại được. Đấy, cài trên điện thoại được và chúng ta tích tích chọn được. Phải có bài, phải có bài. Không có bài thì coi như là những người mà không tham dự cái buổi giữa kỳ ấy, giữa kỳ buổi sau ấy, thì coi như là không có tham dự hoặc muốn tin nhá, bắt buộc phải có nhé, bởi vì nó là minh chứng ấy. Thì cái đấy thì cố gắng là làm cho mình là quá trên 4 điểm, thì 4 điểm là một. Còn cái bài cuối kỳ thì mình sẽ phải thi ở trên phòng máy 408 đấy, phải thi đấy, thi offline đấy, thì cái lịch đấy chắc là thì Hoàng sẽ gửi sau. Thì cái buổi trước là mình bị Covid mất hai buổi, thì sẽ hai buổi đấy sẽ mình sẽ bù như sau nhé. Hỏi thì Hoàng thầy chưa bố trí lịch, nhưng mà mình đang định thế này này, là sau buổi tuần sau là mình sẽ cho ôn ôn đề hai buổi ôn đề, một tuần sau là vừa ôn đề vừa vừa làm là làm bài thi giữa kỳ. Xong cái trước khi thi ấy, ví dụ như là, bởi vì lịch thi chưa có đúng không, nhưng mà trước khi đi nếu mà ví dụ như mình chưa biết ấy, thì nhờ chính là nhắc cho mình chút, là nhắc sớm một chút thì mình sẽ cho các bạn ôn lại một buổi nữa trước khi thi, mình có thể ôn sát đề hơn một chút, ôn sát đề hơn một chút, hoặc là mình sẽ cho ôn lại, bởi vì học xong sẽ quên ấy, hơi chút để các bạn biết cái cách làm ít nhất là phải biết làm mình mới chấm được bài nhé. Thế nên là cái buổi học đấy thì hy vọng là nhờ nhờ chính nhắc mình, bởi vì là những từ từ cái tuổi tuần tuần tháng tư ấy là mình bận cực kỳ luôn, nên sợ là bị quên ấy, quên là hơi thiệt thòi cho các bạn là lên đây, bởi vì là không chỉ mình chấm đâu mà có thể một giáo viên khác chấm. Và bài đối với thi ở trên máy nó khó cái là mỗi file nhé, mỗi file nó đều có những cái thông tin, ví dụ như là info này info, ví dụ như là author là ai làm này, last modify là ai làm này, nó có thông tin này, nó có thời gian lưu này, tất cả những cái thông tin này mình đều phải lưu lại hết để giữ lại cho bộ môn, và sau này nhà trường lại phải kiểm định chất lượng là xem có bài không đấy, có bài không. Nên là thực ra thi ở trên 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 máy cũng rất là khó, chứ không phải là gọi là dễ hỗ trợ các bạn đâu, rất là khó. Nó có phần là ví dụ như create này, là tạo file ngày nào giờ nào này, sửa file lúc nào này, nên là mình cũng không hỗ trợ được cái phần đấy. Nên là muốn là cái buổi đấy là gần thi ấy, nếu các bạn biết sớm thì báo cho mình, là mình hoặc là báo cho mình luôn cái buổi mà mình có thể hỗ trợ các bạn là ôn lại. Thì hai cái buổi mà mình Covid là chúng ta nghỉ hai buổi đấy, thì mình sẽ bố trí vào cái buổi nào đó mình ôn nhé. Ngoài cái việc là buổi tuần thứ thứ hai thứ tuần sau là mình sẽ biết đề thi lại có những cái phần nào mình sẽ hướng dẫn đó, thì trước lúc thi thì nên nhắc mình để mình cho ôn sát hơn một chút. Ôn sát hơn là bởi vì là lúc đấy mình vẫn chưa ra đề, phải lại phải trên qua duyệt xem đề nào kia này, sao nó mình chưa biết, nên buổi đó sẽ chính xác hơn. Ví dụ như là để đi ví dụ đây nhá, ví dụ đề này mình sẽ gửi cho các bạn này, đề này mình sẽ export sang PDF, mình sẽ gửi cho các bạn luôn để tuần để buổi sau, để buổi sau mình biết là làm cái gì nhé. Vâng Bạn 18:37 mà bảo có mạng lag à? Các bạn nhắc cô thì nhắc bật mic lên nhé, vì lúc giảng là không để ý đến cái phần chat đâu. Mà lag thì nhớ bật mic lên. Bảo. Mình sẽ gửi một cái đề cho các bạn làm thử. PDF mình con vớt đâu mình quên rồi. Mình kéo cái máy chiếu ra một tí nhá. Vì nó là màn hình nó to quá, nhìn không rõ.
Rồi, mình sẽ gửi cho các bạn để mình xem cái đề có những cái gì. Mới đầu mình sẽ để PDF, sau đó mình sẽ gửi những cái đề mẫu mình làm cái gì. Để buổi sau mình sẽ ôn đề này trước này. Thì cái đề này nó có phần này là mỗi đề nó sẽ có hai phần luôn, một phần là Word này, một phần Excel. Các bạn thấy này, để ở đây mình sẽ tạo session này này. Thì hai cái phần trang này khác định dạng nhau đúng không? Thì Word này thì cái phần trên cùng nó họ tên, thì họ tên nó là header, nhảy kép phải nói là header nhé, header. Ở đây là bảng này, bảng này thiết kế phần 1, phần 2 làm tự động thiết kế để soạn thảo những cái thông tin đây. Thì phần Word yêu cầu phải soạn thảo y hệt, y hệt. Đấy. Ở phía dưới cái trang 24 này thì đối với phần Word nhé, với phần Word là mình sẽ phải làm mở Word ra và soạn thảo y hệt này, y hệt luôn ạ. Đấy. Nhưng mà y hệt nó trông chính xác luôn về định dạng luôn ạ, định dạng của Word ấy thì mới được điểm. Tức là trên phần Word này không bỏ cái gì cả. Thì đầu tiên này, họ tên mình, ví dụ họ tên Nguyễn Văn A chẳng hạn, thì mình ghi họ tên lớp mình vào. Thì cái bài thi của mình được lưu ấy, thì cái file đó sẽ là file lưu lại để sẽ biết là file này của ai. Đó, file của ai. Sau đó footer này. Đó. Sau đó ở cái phần đầu tiên Excel. Excel này sẽ không hàm thì chính ạ. Đó, Excel. Đấy, về nhà thử làm xem được ạ, Excel. Trên đầu tiên này họ tên cũng là tiêu đề đầu cuối, phía dưới này cũng là đầu cuối này. Còn phần 4 là PowerPoint. PowerPoint thì nó sẽ cho 4 slide này, okay. Anh chị sẽ lập 4 slide này. Đấy, 4 slide. Thật này là đây 4 slide. Thì 4 slide nhá, thì nó sẽ có 1 2 3 4, nhưng không biết là 1 2 ngang hay 1 2 dọc. Thì các anh chị nhìn cho cô ví dụ như là tại slide 2 các cơ sở đào tạo thì ở đây nó sẽ đến là 1 2 sang ngang này, 3 4 thì nó sẽ yêu cầu làm cái footer. Footer. Đấy, footer, và mỗi cái slide đấy người ta sẽ yêu cầu ví dụ tại slide làm cái gì đấy, làm hiệu ứng gì, bao nhiêu giây, cách nhau bao nhiêu giây, tạo liên kết cái bài thi từ đấy. Thì cái này sẽ là một bài thi PowerPoint, và trong khuôn khổ là có 3 phần Word, Excel, PowerPoint. Thì Word là được 4 điểm nhé, Excel được 4 điểm và PowerPoint được 2 điểm. Là 2 điểm. Đấy. Thì có những phần này về nhìn thử xem là cái phần đấy làm như thế nào. Đấy. Đấy, thì buổi sau mình sẽ hướng dẫn kỹ những cái phần đề thi này làm như thế nào và mình thực hành luôn nhé, mình thực hành luôn. Đối với thi ví dụ như thi chính quy ấy, thì những cái phần như nội dung như này mà mình không có biết trước nội dung được, nó random cho tất cả nội dung nên là nó sẽ khó ở phần đấy. Quan trọng là mình làm được đúng không, đúng không, và chúng ta tham khảo cho mình cái file này. Và nhớ là buổi sau là phải có mặt nhé, nhiều chính nhất các bạn ạ. Chứ đến lúc mà không có mặt thì mình không làm gì đâu, bởi vì là mỗi cái đề đấy, mỗi cái đề trắc nghiệm đấy làm trên mấy team ấy, nó để tạo được cái độ bộ đề đấy, thứ nhất là phải xin phép trên bộ môn này, và xong rồi tạo mất thời gian tạo trên phần mềm vẫn rất là lâu, nên là những ai mà không tham dự được ấy thì không có cơ hội để làm lại ạ. Nhưng mà cái bởi vì thi online nó sẽ hay cái là anh chị làm qua điện thoại được đấy, nên ngồi chỗ nào cũng có thể chọn, nó chỉ là trắc nghiệm thôi mà, nó không phải giống như thi trên giấy là phải lên trên đấy tô màu đúng không, tô màu rồi chọn kia. Nhưng ở đây nó sẽ thi trắc nghiệm là thi trên máy, và mình chỉ tích chọn thôi và chọn ở điện thoại, nó có giao diện điện thoại rất là dễ dễ nhìn ạ, không khó tí nào cả. Đấy. Thi cái thi online thì nó sẽ hay cái là các anh chị có thể search đáp án được đấy, thì thường là sẽ cao hơn thi offline, nên là mình chọn cái phần thi online thi giữa kỳ là như vậy đấy. Đấy, thì nội dung là như vậy. Rồi. Thì buổi hôm nay là chắc chúng ta sẽ nghỉ sớm nhé, buổi sớm mà có ai có câu hỏi gì đâu ạ. Trắc nghiệm thì nó giống ở trong sách ấy. Giống như thế này này. Mình lại không có đề thi mẫu đây, ví dụ trong sách như này. Ví dụ nhé. Ví dụ bài trắc nghiệm chương 6 là mỗi cuối chương nó có, ví dụ là trong Microsoft Excel đã thiết kế trong diễn thì làm cách nào này. Đấy, nhấn như nào đây, nó sẽ hỏi như thế này. Thì trong ví dụ như ở ở trắc nghiệm ở PowerPoint thì nó trang 125 nhé, ví dụ trắc nghiệm của Excel này. Đấy là PowerPoint này.
Excel này nó sẽ bắt đầu, nó có đáp án hết ạ. Bắt đầu trang 98 đây. Đấy. Nó sẽ hỏi như thế này. Và những cái câu hỏi này có đáp án trong cái phần bài sách bài tập này, có trong phần scan nhé. Đấy, nó sẽ hỏi như kiểu như này. Phần phần word thế, anh chị tìm cho phần word nhé. Ở đây nó sẽ có cái phần mục lục này. Đây, bài trắc nghiệm chương 4 này, mình à, bài trắc nghiệm nhé, nó sẽ có bài trắc nghiệm chương 1, chương 2, chương 3 là một này, chương 3 này. Bài trắc nghiệm chương 4, 46, bài trắc nghiệm chương 5, 58. Bài trắc nghiệm chương 6, 111. Đấy. Và ở phía dưới nó có đáp án đấy. Đáp án trắc nghiệm trong 144. Đây anh chị làm có chị ấy. Nói chung là cứ làm là sẽ thực hành ấy, sẽ làm được thôi. Và những cái câu hỏi ví dụ như là nó sẽ không giống như y hệt câu hỏi trong này đâu, hoàn toàn không giống ạ. Đây chị có thể xuất mạng được, mình thấy sinh viên xuất mạng để điểm tốt hơn, tốt hơn nhiều so với thi offline. Thi offline là khó lắm, khó hơn nhiều bởi vì là mình không nhớ giao diện. Ví dụ như là ở trong Word vào insert page number cái gì chẳng hạn, thì ở trên máy này mình có thể bấm vào cái đấy, mình sẽ biết ngay là phải vào cái này vào kia, nó sẽ hỏi như thế, thì nó sẽ nha dễ hơn, dễ hơn nhiều so với việc là mình thi offline là mình sẽ phải tự nghĩ trong đầu là ví dụ như mình là mình người làm thành thục Word rồi thì mình nhớ là công cụ đấy ở chỗ nào đúng không? Như anh chị là ví dụ mới đấy thì không nhớ đâu thì sẽ bị sai, thì sai. Còn nếu mà cảm giác không tự tin nữa thì cầm đồng xu, ví dụ như là chọn hết D hết thì sẽ được hình như tầm 25% đấy, 25% đúng đấy, hay hết A hết B hết C hết thì hình như mình thấy thống kê thế. Buổi sau nhớ lớp mình sẽ học online hết các bạn nhé. Hay là làm bài trách nhiệm. Các bạn học giỏi nhất thì lại không không phải thi. Nhớ là phải có kiểu gì phải có bài nhé. Làm cho làm mà hôm đấy cũng phải hỏi các bạn, tham khảo bạn rồi tham khảo trên mạng xem đáp án nó đúng nhá. Chứ còn điểm thấp mình không sửa được bởi vì là máy nó chấm. Thử nghiệm máy nó chấm đi. Nhưng phải cái môn này là phải 4 điểm trắc nghiệm thì mình được thi tiếp. Điều kiện này thứ nhất là phải có mặt ở thi này. Đấy, mấy bài assignment mà bạn nào chưa nộp được ấy thì cứ nhắn tin cho mình là chưa nộp, phải có bài là một này. Rồi trắc nghiệm phải có mặt nhá, bởi vì những cái bài là phận, bởi vì trong các bạn đấy trong team này không chỉ các bạn đâu mà có rất nhiều đối tượng lãnh đạo ở đây, không chỉ mình. Thì lúc thi cuối kỳ nhờ bạn chính và một cái bạn bên trung tâm đào tạo từ xa để cho mình cái xin danh sách thi nhé. Thi rồi chúng ta còn hỏi câu hỏi gì nữa không?